Hơn một tháng trở lại đây, nông dân trồng điều và cây ăn trái tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước gặp khó khăn bởi hàng vạn con bọ cánh cứng tấn công gây thiệt hại nặng. Chạy dọc theo quốc lộ 14 và các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Hớn Quản, dễ dàng nhìn thấy nhiều vườn điều, xoài, mít trụi sạch lá, chỉ còn cành và trái trơ trọi trên cây. Người dân cho biết nguyên nhân do những con bọ cánh cứng tấn công. Nó ăn lá, nó ăn cái đọt á, thì nó sau này nó giống như là nó không có ra bông được nữa. Nó ăn sạch cái đọt luôn á, nó còn cái cọng thôi. Sang mùa sau bắt đầu mới ra lá lại. Theo người dân, loài bọ này xuất hiện phá hoại cây trồng khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, 2 năm trước, số lượng bọ còn ít, diện tích cây trồng bị tàn phá chưa đáng kể. Năm nay, số lượng bọ xuất hiện dày đặc hơn. Nhiều hộ dân bị bọ ăn trụi cả vườn cây đang vào vụ thu hoạch, gây thiệt hại nặng. Không chỉ phá hoại cây trồng, loài bọ này thường bay vào nhà, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trời mà có thời tiết chuẩn bị mưa là có nó xuất hiện. Nó ăn lúc mà điều mới vừa chỗ gỗ của trái nhỏ học, đậu trái là có nó tới nó ăn lá rồi. Ông Trần Hải Hà, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hớn Quản cho biết, đơn vị đã nắm được việc bọ cánh cứng ăn trụi lá cây trồng. Nhiều xã trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng này. Loài bọ này rất khó tiêu diệt, không dễ dàng phun xịt như các loại côn trùng thông thường. Hiện phòng đang cho người thống kê diện tích, mức độ thiệt hại của các hộ dân, đồng thời làm việc với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để đưa ra hướng xử lý vấn đề này.